Ok, chào mọi người, mình là Ryan đây và chào mừng các bạn quay trở lại với series chiến lược hàng ngày tập số 127. Trong tập này chúng ta lại tiếp tục phân tích một số những cái cặp tiền thông dụng để cho anh em cùng theo dõi với mình. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về một số những cái chiến lược ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì đối với cậu vàng thì chúng ta có một cái kế hoạch chúng ta chờ bán ở trên cái khu vực 56 và 60. Thì ngày hôm qua những cái thông tin tin tức nó ra nó cũng rất là ủng hộ cho việc là vàng giảm. Cho nên là mình cũng đã thông báo cho mọi người là chúng ta có thể sell ở những cái khu vực này. Đó. Và ngày hôm qua thì mình cũng có vào được hai entry. Thứ nhất là ở 60 và 50. Hiện tại thì mình đã chốt cái lượng lệnh ở quanh khu vực 50 này rồi. Và cái vị trí ở trên 60 thì mình đã dời cái SL về entry. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì mình thấy cái tín hiệu nó cũng không có khả quan cho lắm để mà giữ thêm lệnh. Cho nên là những ai mà chúng ta theo cái kế hoạch này thì sáng nay chúng ta đã có thể chốt lời rồi ha. Chúng ta cũng không có nên giữ làm gì. Tại vì ngày hôm qua mình cũng có cập nhật cho mọi người. Hiện tại là chúng ta đang có một số những cái cuộc chiến nó khá là căng thẳng. Từ cái đất nước Iran với lại là Israel. Đó. Cho nên là sáng nay những ai mà chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy vàng nó quay đầu ấy, thì tốt nhất là chúng ta nên chốt lời luôn đi. Nếu như mà entry của chúng ta vẫn đẹp để mà chuẩn bị cho những cái kế hoạch tiếp theo. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ điểm lại một số những cái thông tin ngày hôm qua. Đầu tiên là chỉ số ADB ngày hôm qua. Như mình đã thông báo cho mọi người trong video tập trước ha, thì những cái thông tin này nó cho thấy được là cái nền kinh tế của Mỹ hiện tại nó đang có những cái bước đi chậm lại. Và thậm chí là cái thông tin ADB ngày hôm qua nó cũng vượt rất là xa những cái thông tin dự báo trước đó ha. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thông tin non-farm đúng không? Và cái dự báo về tin non-farm này thì mọi người đã thấy nó cũng là một cái thông tin rất là tệ cho nền kinh tế Mỹ đó. Cho nên là như nhận định của mình vào ngày hôm qua cùng với những cái sự kiện chiến tranh diễn ra vào ngày hôm nay thì khả năng cao là tiếp theo là cậu vàng sẽ tăng lên rất là mạnh ha. Cho nên là chúng ta sẽ dựa vào những cái thông tin này để mà chúng ta tìm cái kế hoạch đánh tiếp theo của chúng ta. Rồi, vậy thì tiếp theo là xét về yếu tố kỹ thuật. Đầu tiên là về DSI. DSI thì hiện tại là giá nó vẫn đang tiếp tục đi ở bên trên của cái mô hình vai đầu vai này. Và hiện tại nếu như mà mọi người chú ý thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một cái nhịp quét thanh khoản ở khung thời gian 1 giờ, rồi sau đó là giá tiếp tục quay trở lên cái bên trên cái vùng kháng cự này đó. Vậy thì hiện tại là đối với cấu trúc của DSI, mình thấy là DSI vẫn sẽ có khả năng tiếp tục tăng lên những cái khu vực cao hơn. Tuy nhiên do là chúng ta đang có những cái tác động về kinh tế do tin chiến tranh đó, cho nên là chúng ta sẽ không cố gắng chúng ta giao dịch cái cặp DSI này, tại vì nó sẽ rất là biến động ha, rất là dễ bị biến động đó. Chúng ta chỉ sử dụng cái cấu trúc của DSI để mà tìm điểm vào và xác định cái xu hướng của cặp vàng thôi. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ qua tới vàng. Rồi. Vàng sau cái nhịp quét đỉnh ngày hôm qua đi lên tới quanh cái khu vực 62. Ngày hôm qua thì mình để SL ở trên 64 ha. Mình cũng nghĩ là khả năng cao là bị quét SL rồi, nhưng mà rất là hên là thị trường nó đã quay đầu. Tuy nhiên trong cái nhịp quay đầu này ấy, thì giá nó đã không có phá qua được cái đáy 2430 mà nó đã quay về trong cái buổi sáng của chúng ta rồi ha. Vậy thì nếu như mà chúng ta xét về cấu trúc M15 của vàng thì hiện tại là chúng ta sẽ có một cái kênh song song đi ngang như thế này. Đây, chúng ta đang có một cái kênh song song đi ngang như thế này và cái cạnh trên của cái kênh song song này thì nó cũng nằm quanh cái khu vực 2470, cũng cùng là một cái supply zone của khung thời gian D1. Và như mình nhận định ngày hôm qua cho mọi người thì khả năng cao là vàng nó sẽ đi lên tới quanh cái khu vực này đúng không? Cho nên trong ngày hôm nay tốt nhất là chúng ta sẽ tìm những cái entry để mà chúng ta có thể vào một cái lệnh buy. Và nếu như mà chúng ta đã có một cái kênh song song như thế này rồi thì chúng ta chỉ việc là chúng ta tìm một cái vùng buy nằm ở bên trên hoặc là bên dưới của cái biên sideways này để mà chúng ta chờ một cái nhịp quét thanh khoản để mà chúng ta đánh
chúng ta đánh theo trend ha. Và hiện tại thì những cái tin tức thì nó đều là ủng hộ cho giá vàng nó tăng đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ việc là chúng ta tìm entry để mà chúng ta buy lên thôi. Đó. Đây. Thì đối với cấu trúc của vàng mà nếu như mà chúng ta muốn đánh trong ngày hôm nay thì tốt nhất là trong phiên Á và phiên Âu trước phiên Mỹ thì mọi người nên đánh ở bên trong cái biên, đánh bên trong cái biên sideway này. Và trong biên sideway M15 này thì hiện tại là chúng ta đang có một vùng supply ở trên này. Vùng supply này thì nó được tạo ra khi mà giá nó quét qua cái vùng đỉnh kế bên là 2460 đúng không? Đó. Và trong cái nhịp giảm xuống này thì nó không có thủng qua được cái đáy này. Cho nên mình có thể đánh giá được ấy là cái đỉnh ngày hôm qua mà chúng ta vào sell thì bản chất của nó cũng là một cái vùng thanh khoản ha. Đó. Vậy thì kế hoạch đối với đội sell, nếu như mà các bạn muốn sell ấy thì tốt nhất là chúng ta nên chờ cho giá nó quét qua cái mốc thanh khoản này trước tiên trong ngày hôm nay. Đó, còn nếu như các bạn là đội buy thì chúng ta có thể chờ ở bên dưới cái khu vực này. Quanh 2423. Đó, có thể là giá nó có thể là nó quét xuống thấp hơn nữa, nhưng mà tốt nhất là trong trường hợp nếu như mà mọi người thấy giá nó tiếp cận quá mạnh tới cái vùng boy của chúng ta thì chúng ta tốt nhất là nên chờ kế hoạch, tại vì ngay bên dưới này vẫn còn một cái vùng FVG rất là to ha. Đây nó là một cái vùng FVG rất là to và cái cấu trúc con ở cái giai đoạn này thì nó vẫn chưa có một cái nhịp quét thanh khoản để mà xác nhận cấu trúc. Cho nên trong ngày hôm nay khi mà tin non farm ra, chúng ta sẽ có hai trường hợp. Một là vàng nó sẽ tăng thẳng từ quanh cái khu vực 2451 này, nó tăng thẳng lên 2480, 70 như là chúng ta đã nhận định về tin tức. Và cách đối phó cho cái tình huống đó là chúng ta sẽ chờ buy ở những cái khu vực ở bên dưới này. Mình sẽ không có cố gắng FOMO khi mà giá nó đang đi ở bên trong một cái biên sideway như thế này ha. Và đối với đội sell thì tốt nhất là mọi người nên chờ cho giá nó xử lý thanh khoản. Đó, nếu như sau một cái nhịp xử lý thanh khoản mà thị trường nó có một cái nhịp đảo chiều như là ngày hôm qua mình có nói cho mọi người ở trên H4 ha, giá nó xử lý một cái vùng FVG rồi sau đó là nó tạo ra tín hiệu đảo chiều ở đây thì chúng ta mới có lý do để mà chúng ta vào một cái lệnh sell. Thì tốt nhất ngày hôm nay nếu như bạn là đội sell thì mọi người nên tiếp tục chờ cho giá nó xử lý qua cái vùng thanh khoản ở trên 2450 như thế này. Đó. Sau khi mà nó quét qua cái vùng này và nó có cái tín hiệu đảo chiều thì mình sẽ thông báo cho mọi người là chúng ta sẽ vào lệnh ha. Còn nếu như mà không, sẽ có trường hợp thứ hai là khi mà tin non farm ra, nếu như những cái dữ liệu của tin non farm nó không có đúng với thực tế hay là nó mang yếu tố cân bằng thì khả năng cao là vàng sẽ lại tiếp tục quét hai đầu. Và trong cái trường hợp đó thì mọi người có thể chờ cho giá nó đi xuống những cái khu vực FVG ở bên dưới này, ở quanh khu vực 2420 cũng như là 2408 ha, để mà chúng ta có một cái lệnh buy lên. Và đây nó là một biên sideway, cho nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta kỳ vọng là chúng ta đánh buy là buy lên 2500, hoặc là chúng ta sell thì chúng ta sell thẳng xuống những cái khu vực ở bên dưới này thì nó là không thể ha. Chúng ta tốt nhất là nên chờ cho tin tức xuất hiện và chúng ta xử lý theo từng đoạn cấu trúc thì nó sẽ hay hơn. Ok, thì cái plan này mình cũng sẽ cập nhật cho mọi người lại một lần nữa ở trong nhóm. Và đó là cái chi tiết về cái kế hoạch ngày hôm nay của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ trong khoảng thời gian vừa qua. Chúc các bạn thành công.